cái công đó bỏ quên này cặp bốn năm công được nhưng mà công dọc nhá, không được công ngắn đâu. Im lặng thôi. Họ cầm dọc này. Em kéo cái này lên tí này cho đỡ dính. Hôm nay mình sẽ livestream chạy thử máy Yuki 008 cho chị Thanh Tuyến ạ. Chị Thanh Tuyến ở Hà Nội. Để. Vậy cho những ai mà có quan tâm đến dòng máy này thì để biết một vài chức năng cơ bản. Đấy thì đây là máy Yuki 008 nhé. Nó có ngoài chức năng máy cơ bản này. Ngoài chức năng máy cơ bản thì nó có thêm một vài chức năng thêu thùa trang trí các họa tiết nữa. Đấy, như trên bảng đây. Đó. Thì thứ nhất là cách chạy đã. Chị em lưu ý là dòng máy bên mình là hàng Nhật nhá, nó đã có sử dụng. Thì thứ nhất là mình phải cắm qua đầu nguồn rồi đổ điện này. Đó, 110V này. Máy này cũng còn khá là mới. Chỉ trên này cho đây. Bật cái chỉ này. Chỉ này. Để đường đi chỉ của nó này, đi chỉ nó cứ đi theo mũi tên nhá, người ta kim thì cứ theo mũi tên này này, đó. Nhớ là đi lúc mình xô chỉ thì mình nâng chân vịt lên, này. Đó. Đi theo cái mũi tên ở đây này, vòng lên này, vòng qua cái mỏ giật chỉ này, đi xuống, mắc vào đây. Xô kim này. Số chỉ đi, móc vào cái mỏ này, đẩy thẳng cái trục chỉ xuống, đưa chỉ vào cái mỏ, thả đây ra, đấy, mình cầm chỉ ở phía sau, chỉ dưới, xoay quay cầm cái suốt nó quay ngược chiều cái hồ như này này, đó, cầm ngang nó đặt xuống. Này thì lưu ý là sẽ không cài cái chỉ nhá, cài cái sợi chỉ này dựng đi suốt này, cầm chỉ kéo vào cái rãnh ở cái trên cái ổ này, đó, kéo ngang nó ra như này, lấy chỉ dưới lên, lấy chỉ này lên cái rãnh này thì mình có thể cầm căng như này, khi mà chân vịt đang nâng như này này, thì mình muốn lấy nhanh không phải quay cái bánh đà này, thì mình chỉ ấn nút này thôi, rồi ấn kim đi xuống đi lên thì nó lấy cái chỉ dưới lên này. Hoặc là mình quay cái bánh đa này, quay vào lòng mình, quay xuống thì quay lên, đấy chỉ dưới lên đường này có nhiều cách như thế. Đấy thì lúc bật máy lên ấy, thì mặc định của nó là những cái đường may cơ bản như này, ở trong cái bảng chính này, đấy. Hoặc là mình ấn cái nút này thì nó sẽ về, khi mà có thể là ấn các bảng theo khác này, đấy, thì mình ấn cái nút này là sẽ về một cái đường cơ bản thôi. Cái nút này để chỉnh độ căng trùng chỉ này, căng trùng sợi chỉ trên ấy. Có các thang đi lên thì nó là căng chỉ trên, còn bình thường nó cái nút chữ này. Bây giờ là chỗ chữ này thì nó mặc định, còn xuống đây là trùng chỉ này. Thường cứ để nó mặc định nó đẹp rồi. Bên này để chỉnh độ dày thưa của mũi chỉ nhá. Bình thường mặc định cái đường may thẳng này này. Đó để 2.0 thì mình có thể chỉnh lên 2.3 gì đấy, đấy nó thưa nhất là 4 chấm đấy, mình có thể là dày xuống này mình cứ ấn ở đây thế thôi, quang giải mặc định nó 2.0 đấy thì may thì mình cứ cho vải vào đặt hạ chân vịt xuống thì may thôi, chúng ta cứ may mấy cái đường cơ bản trước đã, nút chạy lùi một vài mũi chốt chỉ này, đó là ấn nút may. Tốc độ nhanh chậm mình có thể chỉnh ở cái thanh gạt này, đấy, con rùa thỏ này, rùa thỏ.
đoạn cuối thì mình lại mũi nha. Dừng nữa này mình ấn nút cắt chỉ nha. Nâng thêm viền lên, nâng chỉ ra. Mày như là bắt sổ này. Bắt sổ mình lắp cái chân này vào, đấy, chân này chân bắt sổ nha. Nó có một cái cảnh sát ở giữa này, đấy, một cái phần chặn vải ở đây. Đấy, để chú ý cái chân bắt sổ là chân C đấy, nó có ký hiệu cả trên cái chân vịt này, chân C này. Hai chân vịt ra thì mình ấn ở đây. Chọn đường zig zag này. Đi sang đây. Đi ra đây hoặc là cái đường đây. Bắt cái mép này là này. Thì cái mép vải này mình cứ đặt sát vào. Sát vào cái phần sắt này nhá. Phần chặn vải này đó. Mình cứ đẩy sát cái mép vải đấy thôi. Thế nó chạy bắt đi bắt lại cái đứng mép vải luôn. Dừng nè, cắt chỉ đây. Rồi. Thủ khuy thì dùng cái chân này. Thì thao tác sẽ như thế này. Mình sẽ có một cúc nhỉ. Một cái mình sẽ để đặt cái cúc trên đây. Đặt cúc nằm ngang trên đây nhá. Rồi mình đẩy cái thanh nhựa này nè, nó đẩy cái thanh nhựa này có thể đẩy ra vào được để đo cái đường kính của cái cúc. Cúc nó sẽ đặt ở đây này. Đẩy vào đo đường kính xem nó có một cái khoảng nhựa như này. Đó. Đấy thì mình cứ lắp chân vịt vào. Chọn đồ quy này. Có mua 3 loại quy đấy. Nhỏ to này, đầu tròn này. Thế nên là bộ vét. Thì thủ quy thì mình kéo cái cần thủ quy này xuống. Đây là cái thanh thủ quy này. Bình thường may cơ bản thì mình để ở trên, còn lúc thủ quy mình kéo xuống. Kéo xuống thì kéo vào giữa hai khoảng này nhá. Kéo kịch xuống. Mình nâng cái vịt lên mình cho vải vào thôi. Vào một chùa đặt xuống này xuống ấn nút bác chỉ quyết sẽ như này. Giờ dày của quyết hay không thì mình có thể là chỉnh ở đây cho nó dày lại cũng được này. Đó, tăng lên để 0.5 mình có thể cho dày lại thì nó sẽ dày hơn. Đầu tròn nhá. Đầu tròn dành cho cái loại vét. Kết thúc một cái khuyết rồi, cắt chỉ nó sẽ như này. Mấy cái phần thừa này này mình sẽ dùng cái chích vải này, mình chích ra để nó sẽ hoàn thiện một cái quy. Ở đấy là xong mấy cái đường may cơ bản, còn bây giờ sang phần thêu. Thêu thì mình cứ dùng cái chân đa năng thôi. Đấy, chân này cứ dùng chân này thôi, chân A này, chữ A này. Thêu thì mình đã giới thiệu qua cái bảng thêu này. Bình thường nó là mà cái bảng hiển thị ở trên đây nhá. Đấy là mấy đường may của bạn còn bắt đầu thêu này. Mấy con vật thì nó thường thường nó ở cái hình con gấu này này. Đó. Mình cứ ấn liên tiếp vào nữa thì nó sẽ chuyển qua những cái hình khác nữa. Chuyển bảng đấy. Đó. Cứ liên tiếp vào. Đó. Cho
trong cái bảng này là có những cái hình dạng những con vật này, một vài hoa quả các kiểu này. Đó. Ô tô. Cái bảng bên này thì nó là mặt người. Đang thấy hình mặt người. Mặt người thì mình có thể mặc định nó cái mặt như thế này, nhưng mình có thể thay đổi được. Ví dụ mình đây này để chỉnh tóc này. Đấy, nó sẽ hiện thay đổi ở đây này. Còn các kiểu tóc đấy, con gái con trai thì đấy, hay đổi mắt này, đây nó cứ có cái đường chỉ ở đâu thì mình có thể ấn đấy để thay đổi. Đây là cằm này, mắt này, miệng này, đấy, nó sẽ thay đổi trên đây nhá, hiển thị trên đây nhá. Còn cái bảng này thì có các họa tiết trang trí này, có cái đường trang trí, ấn tiếp thì ra cái bảng này, nó sẽ có một loạt những cái hình thêu về con sâu này. Đây, có bốn con sâu đang bò kiểu chim, mèo. Đây, con nít đang bò này. Đấy, gì đấy. Đấy là cái bảng này. Còn cái mình sang cái bảng chữ. Chữ thì mình ấn ở đây. Bảng chữ này. Thì nó sẽ ra các cái chữ cái như này, mình cứ ấn vào đấy thôi. A B C này. Cơ bản là mấy cái theo như thế. Ấn tiếp nữa thì ra sẽ bảng chữ thường. Ấn nữa thì nó ra bảng chữ nhật. Chữ nhật, ai biết chữ nhật thì mình có thể theo chữ nhật. Đó. Chữ Hán. Rồi, thì đầu tiên là mấy cái hình gấu trước nhá. Thì sử dụng mình theo con gấu này. Mình sẽ ấn vào nó. Cứ chọn thích theo con nào thì mình ấn vào đấy thôi. Ấn vào đấy. Đó. Mình mặc định của nó là những cái con gấu như thế này. Cái nút nó thì đối với theo ấy thì mình có thể thêm một hàng này nữa, mình có thể để chỉnh được hình này. Thì cái này nó phóng to này. Đó, thì nhìn con gấu nó to lên này. Nút này thu nhỏ này, gấu nó bé đi. Cái nút này để đảo chiều. Đấy, con gấu này có thể nó quay mặt sang bên này. Ví dụ như này. Chỉ xong rồi, xong một cái hình này mình đó, con gấu sẽ như này, con này nó to quá để thu nhỏ đi, lúc này thì thu nhỏ này. Thoại nó chất lượng nó hơi kém đi, đây nó còn kém tẹo tẹo này thôi. Đây nếu mà mình đây mình muốn may nhiều hình ấy, ví dụ mình đang may con gấu này, mình muốn may một nhiều con, tức là may một dãy những con gấu như này, thì mình ấn vào cái nút này nhá, ấn nút này. Ấn nút này nó sẽ hiện lên những cái đây này, biểu tượng đây này, đó cho nên cái như này là may nhiều con nhiều hình một này, một dãy hình. Đấy, ấn nút. Đấy, ấn vào đây, còn ấn vào đây thì nó sẽ cũng may một dãy, nhưng mà cái đường đi của những con
vật nó sẽ như này, nó có các cái đường đi này, ví dụ một con hai con đi theo cái đường zigzag như này, đấy, nó có những cái đường đi đấy mình có thể chỉnh ở đây. May để cho chéo chéo. Mọi người xem có thấy nếu hữu ích thì có thể like và chia sẻ cho mọi người thân biết. Đấy, như là sẽ có may một dãy như này thôi, sát sát ở đây. Đấy, có may một dãy là nó sẽ di chuyển theo cái hình chéo này, đúng theo cái hình này. Còn đây, ví dụ mình muốn may một con gấu này. Con gấu này, sao mình muốn may thêm một con mèo cạnh đấy nữa thì mình cái nút này để thêm hình này cách ra nhé. À, thế nào sẽ có một dấu cách dưới đây, mình sẽ được một con mèo. À, mình may tiếp, muốn may tiếp một con thỏ nữa chẳng hạn, tức là cái này nó có thể là cái này là thêm hình này đấy, cách ra ấn tiếp may một loạt một bốn con này một lúc này thì mình ấn như thế, nó xóa bớt hình đi thì ấn cái nút này xóa bớt hình. Sang cái mặt người này cũng thế, mình có thể thay đổi các kiểu để mình may thôi, mình cái đường trang trí như này, may một loạt những con sâu nữa. Một dãy như con sông hình đó. Mình có thể đây may một cái đường trang trí như này, tiếp tục này, nếu mà ấn không như này thì nó chỉ được một đoạn như thôi, nếu mà mình ấn tiếp tục này, ấn một nút này thì nó sẽ đây cái biểu tượng này nó là may một dãy các hình như này, nó sẽ nối tiếp vào nhau tạo nên hình.
cái máy dài mãi thôi. Nếu mà mình chọn cái chế độ đấy. Sau một đoạn thì mình được nhìn con rắn như này. Còn nhiều kiểu nữa, nhìn hoa lá các kiểu nữa, mình cứ ấn vào đây thôi. Rất là nhiều cái để nghịch. Có hai chế độ hai kim nha bạn Thanh Tuyến nhá, Thanh Tuyến nhá. Mua kim đôi về là mình nắp vào một cuộn chỉ đi vào đây này. Hai đứa chỉ, một chỉ đây mới một mình đánh một cái suất chỉ nó cắm vào cái cọc này, sau mình hai chỉ mình đi đều ra cũng đi theo đấy, sau đến đoạn ra kim này thì mình chia vào hai sợi chỉ và hai mỏ kim đấy thôi. Con này chạy được bắn ga nhá, có bắn ga có độ cắm đây, cắm đây mình có thể dùng đạp chân cũng được. Có cái như kiểu dạng cắm tay nghe mình cắm vào thôi, mình nối ra một cái bàn đạp chân mình có thể mua máy bên em thì mình hỗ trợ cái hình giờ đang chơi con cứ dài dài như này mình quay lên. Giờ sang chữ nhá, sang cái bảng chữ này, sang cái bảng rồi để sang cái bảng chữ này đó. Rồi đây sang bảng chữ này đấy, các chữ thì mình cứ ấn vào đây thôi. Nó có hai chữ một ô này đấy, từ C với D thì nó cùng một ô này, mình cứ ấn lên thấy hai lần thì nó ra chữ. Đây là bình thường mặc định cái chữ nó to như này, mình muốn bé đi nhá, bé đi thì mình ấn vào cái nút này đó, sẽ bé đi này, mình có thể nhìn thấy ngay trên cái hình này bé đi. Còn cái nút bên này thì nó là chuyển từ hoa sang chữ thường đấy, chữ A này, chữ A thì nó là hoa, ấn nữa thì nó ra chữ thường. Thường ấn nút này nữa thì nó sẽ to nhỏ ở đây được đấy. Này là thêm nhiều chữ này, cũng là một dãy hình đây. Sử dụng mình thêu một chữ máy may lan hương chẳng hạn này, chữ mình thì ấn chữ M nhá. Rồi và mình muốn chữ A này thì mình cách ra, tức là thêm hình là ấn vào nút này đó, có một cái cách thế này, mình ấn chữ A này, A thế này là hoa nó hơi to thì mình có thể cho bé đi tí cũng được, còn để từ chữ thường đi đấy, lại cách tiếp ấn chữ Y rồi, chữ Y rồi đây rồi, lại cách tiếp, còn nếu để dùng dấu chấm thì nữa hẳn dấu cách, hẳn dùng dấu cách này cũng được này, cách hoặc chấm đấy, nó sẽ in theo là hẳn cái hình cái dấu chấm đấy, xóa bớt đi thì nếu mà mình chọn nhầm thì mình có thể xóa đi và ngắn vào đây. Lại ấn tiếp chữ M này, mình muốn chữ hoa thì lại ấn hoa này. Chứ cứ thế mình chuyển thôi. Có bao nhiêu hình nhá thì nó sẽ có một mũi tên đây này, nó chỉ này. Ví dụ đây mình có được 1 2 3 cái chữ mà dưới cái dấu cách này nó đang là chưa tính, tại vì đang là chọn đây, mình chưa chọn xong. Thì nó đây nó sẽ chỉ vào đây này. 5 10 15 20 này. Thì bây giờ đang là 1 2 3 đấy. Đang là nó chỉ là mình đã sẽ thêu được 3 cái rồi. Như này. Chữ máy này.
đây, lại búa đây nhé. Đang theo dở chữ M kia, tắt cho nó rồi. Thôi cứ theo nốt đã. Chữ M lúc nãy mình đang theo dở, bây giờ mà ra chữ I, A, chữ I thôi. Mình đang theo dở cho đây, mình tắt xuống đây. Đôi thì mình hai mai hai cái đường song song thôi, hai đường chỉ song song với nhau này, còn ở dưới là một chỉ. May mình đỉ đó, cái nó gạt phải gạt sang chế độ này này. Cái này là độ gạt về đây này. Thì nó sẽ là độ nén trên biệt rất nhẹ. Nên vai vải mỏng đó, thì mình để nhẹ nhẹ. Thì thường thường nếu mà thêu thì mình phải gạt qua chế độ này. Thì độ nó nén mạnh xuống thì nhìn thêu nó mới đẹp được. Đó, như thế này. Chữ số kia. Thì mình cứ ấn ở đây thôi. Đó. Đó. Số vấn đề xóa bớt đi này đây. Còn mấy cái này thì bảng chữ nhật thì mình không biết chữ nhật nên cũng chịu rồi. Về cơ bản thì thế. Ở xong có chị kêu. Hỏi gì không? Theo được tất cả các cái không? Theo được. Theo được khóa lạ canh. Có theo tất cả mọi thứ được không? Chị theo chị luôn. Đây tất cả những cái hình ở trên cái bảng này cho chị nhá. Đó, tất cả những cái hình như này này. Nói chung là trên cái bảng này nó có cái hình gì thì theo được hết những hình này. Cả chữ, cả hình, các kiểu. Chắc chị này vào sau. Thun à? Rồi. Phải thun. Đây, đây, đây. Là vậy thôi. Này thay chỉ đi. Thôi chỉ mua đó. Không mày. Đi thay xong. Mồi. Đợi đại hoàn chỉ thay sẽ gì. Rồi đánh suốt nhé. Mình cắm đây. Chỉ đánh suốt thì nó có sơ đồ đây này. Mình quấn qua đây đi ngược chéo ra đây. Cắt từ chỗ này. Mình có dao không? Gạt qua. Gạt qua. Mày đây bạn bao nhiêu? 2,5 triệu. Bên mình nó bán là 2,5 triệu nhá. Bên mình vẫn đang là chạy chương trình tặng cả đồ nguồn đấy, tặng cái cục như này. Tặng cái bàn ga rồi. Nếu chị em chú ý nhá, nếu mà mình theo mấy cái hoa này này, hoa này thì mình có thể theo hoa riêng này, hoa riêng một chỉ. Hoa riêng một chỉ, còn lá riêng một chỉ thì mình thay, may hết có ba thì mình dừng, rồi mình thay chỉ khác vào thì sẽ ra được bông hoa màu vàng hoặc là lá màu xanh gì đấy, tùy do mình
phối hợp với chỉ thôi. Đùi này, ấn dị này, 1, 2 mũi, khoảng 3 mũi là được. Thôi như này. Chứ là máy này không kén vải nên không sợ. Thì em cứ may thoải mái thôi, phải gì cũng may được. Nếu mà vải mỏng ấy, thì nếu mình thêu thì mình có thể nót thêm miếng mách vào, hoặc là nót thêm giấy, miếng giấy ở dưới này. Đối với cái vải mỏng mỏng như này, sợ. Dạ bao nhiêu? Thế thôi nhỉ? Hết rồi thì ra hết chức năng các kiểu dẫn qua hết rồi thì ok, chị về chị xem đấy là chị dùng. Thế thôi, buổi phát trực tiếp từng đây nhỉ? Chị Thanh Tuyến có gì cần hỏi thì cứ nhắn tin cho em nhá. Máy của chị thì chiều em gửi nhá. Đấy thì mọi người xem, nếu mà muốn sở hữu một con máy như này thì cứ liên hệ với máy may năng lượng nhá. Rất là đẹp và chạy rất là êm. Ok, Thanh Tuyến. Xin chào.